xa tình mãi như yên hẳn. Một đời ta không mờ xóa, đôi mắt đam mê xưa. Xin giới thiệu nhé các bác nhé, đây là cái bộ em đang siêu hợp, đây là bộ Kenwood K801. Con này tiếng cực kỳ hay mà nó thiết kế cũng đẹp. Đây, em sẽ quay cho các bác nhìn nhé. Con này có đúng một cái lỗi như thế này đấy. Có một cái vết trước mờ mờ đây, các bác nhìn nhận này. Cái này là nó xước ở cái lớp sơn đấy nhá, không xước cày sâu vào trong đấy nhá. Đấy, mờ mờ chỗ này thôi. Nói chung là bộ tổng thể bộ này đẹp. Bộ này là 7 triệu, em siêu họp còn 5 triệu rưỡi. Em tặng cái ổn áp và bao ship. Hiện tại bộ này nó chỉ đọc CD thôi các bác nhá. Em đang ghép thêm một cái cục giải mã này. Cục này bác nào mua em sẽ lấy ra gốc luôn, còn mấy trăm nghìn thôi. Nhưng mà cục này sẽ có thứ nhất là Bluetooth, thứ hai là USB, và thứ ba là cổng quang cho TV xuống. Em sẽ test hết luôn. Đây, nó test CD chạy ngon lành nhá. Rồi, ok. Bây giờ sẽ test qua AUX, tức là cái cổng từ cái con DAC này xuống. AUX đây. Bluetooth kết nối rồi. Kết nối con này rồi, bật con này. Đây, Bluetooth đây nhá. Bluetooth 5.0 luôn. Bát đánh tốt. Nghe Bluetooth từ điện thoại qua cổng này xuống đây. Buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng này là tiếng nhạc cụ các bác nhá, của cái bài hát này đấy. Đấy, nó kéo theo giai điệu. Qua bao nhiêu dài dầu mà lại nỡ qua cậu sáng ngang. Buồn làm chi em thử có USB nhá. Chúng ta ấn vào đây là chuyển input này, cứ mỗi lần ấn là một input. USB. Đây USB đây. Thời xưa đã thay. USB. Mặt xưa cũng phai, tình chia nhau gian dối. USB này đọc file phải quay luôn này. Đầy tình đôi nơi. File chất lượng cao đấy. Tình yêu như cơn. Bây giờ chúng ta chuyển nha, con này có điều khiển đấy, em cũng lắp vào đấy. Chuyển về OPT. OPT là quang. OP tức là OPT cắm từ TV xuống. Bây giờ tôi bật TV nhé. Đấy, ngon lành luôn. Nhiều lần thấy em khóc, khổ đau điều gì phải không? Chẳng cần phải bận tâm, chỉ muốn ôm em vào lòng. Bộ này tiếng cực kỳ hay luôn. Nhìn về tháng năm đó, yêu em chẳng cần đắn đo. Sao lúc này quan tâm phải cần lý do?